Tại tỉnh Bình Định, nhiều tuyến đường chính đến hôm qua vẫn ngập nặng mặc dù nước lũ đã rút bớt. Người dân phải tăng bo để qua lại. Tại các huyện miền núi của tỉnh có hàng trăm km đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều cầu dân sinh bị nước lũ tàn phá đứt gãy. Đến thời điểm này, hệ thống giao thông tại xã miền núi Vĩnh Kim, Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh đã cơ bản khắc phục, người dân đi lại thuận tiện hơn. Còn tại tỉnh Phú Yên, cho đến chiều qua vẫn còn ít nhất 5 xã bị ngập sâu đến 1 mét, giao thông chưa thể đi lại bình thường. Nhiều xã vẫn bị chia cắt do nước lũ rút chậm, hệ thống giao thông ở các huyện Sông Cầu, Đồng Xuân bị sạt lở nghiêm trọng. Tại Khánh Hòa, đến chiều qua nước lũ trên các sông đã giảm nhưng ngập lụt vẫn còn kéo dài ở vùng hạ lưu, đặc biệt xã Ninh Phú có hơn 400 hộ dân bị cô lập bởi nước lũ. Do những con đường trong xã bị nước lũ chia cắt, địa phương đang tiếp tục khắc phục để đảm bảo an toàn đi lại cho người dân.